anh em mình nếu đi làm về vất vả chỉ cần tắm luôn là ăn cơm thôi, nhưng mà kiểu như thế thì ông chủ cảm giác thấy không phù hợp. Ông chủ cho nghỉ thì một trong lý do là đưa vợ về nhà. Vâng. Đấy, con em thì anh thấy là hình như là không đủ cân mấy đâu đấy. Đi giỏi chưa? Đi giỏi, gần biết hết. Trộm vía không ốm đau bệnh tật là được rồi. Chị tao chỉ tôi phước nữa. Chị trẻ. Hai vợ chồng thế nào? Ngồi gần lại nhau một tí em nào. Sắp tới nữa là bốn bố mẹ con rồi đấy. Bố mẹ nhỏ thì con cũng nhỏ. Cũng may trộm vía nó không ốm đau bệnh tật là được. Khâm xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu Khâm đang có mặt ở nhà em Phứ. Ngày hôm nay anh em mình quay trở lại thăm gia đình em Phứ. Vì được biết tin thì là hai vợ chồng cũng đã đi làm quay về. Không biết là tới này còn đi làm hay không. Được tin hai vợ chồng và các con quay về thì Khâm lên thăm. Và làm sao là anh em bố trí thời gian sẽ sắp xếp một cái buổi nữa vào đây là với cái số tiền cô Thanh gửi anh em có một cái quỹ làm bữa cơm tân gia. Có lẽ nhà Phứ thì độ khoảng 2 mâm cơm thôi, vào nhà mới thôi, tân gia thì to quá, Khâm cũng bà Phứ và gia đình không có điều kiện thì không có làm mở rộng nữa, không có mời người ta đến tiệc tùng nhiều làm cái gì nữa, không như chỗ nhà cô bà nữa. Thì hai vợ chồng trẻ thôi, ở thì cũng không đi lấy công lấy cán, ai mời khách khứa lên thì thành ra là cũng nợ công nợ cán người ta thôi, không cần ai cả. Làm một bữa cơm ở đây gọi là vào nhà mới cho gia đình là cái tư tưởng thoải mái, và cũng là một cái kỷ niệm chấm kết thúc cái chương trình thiện nguyện của cháu Khâm ở nhà em Phứ, cũng như là một cái số tiền nữa mà chỗ cô Thanh gửi để tặng các anh em thợ. Có lẽ là quá là lâu rồi, so với các cái hoàn cảnh khác thì Phứ là một cái hoàn cảnh mà mất rất là nhiều thời gian để đến được ngày hôm nay bàn giao ngôi nhà cho em, thì đó là cả một cái chặng đường, nó rơi vào hơn 4 tháng, gần 5 tháng trời các bác, vào gần nửa năm mất rồi. Thời gian thì thấm thoát trôi và đến ngày hôm nay thì mọi thứ em Phứ là cũng đã đầy đủ hết nhờ sự hỗ trợ của cô Thanh. Đợt tới anh em mình ghi hình một video nữa, gọi anh Công Đức lên nữa, nhân tiện là đóng cái biển nhà vào, chính thức bàn giao nhà cửa cho gia đình sử dụng, bảo vệ trong cái thời gian tương lai. Và bây giờ thì anh em mình cùng vào nhà thăm hai vợ chồng sau khá là lâu ngày không gặp em. Chào Phứ nhá. Rồi, chào tất cả các bác đi, gắn mic vào. Cháu Phứ xin chào tất cả các bác các cô ạ. Ngồi đi anh Khâm, ngồi đi. Hôm nay thì là vào thăm em thôi. Hôm nay là cũng không có mang cái gì hết, cũng không có những cái câu chuyện gì hết. Và vào thăm gia đình Phứ sau khi biết là vợ chồng em đã đi làm về. Rồi đi làm ở Lùng Tám Quản Bạ. Vâng. Đi làm những cái gì ở dưới kia? Đi làm ở Rạch Nước, ở trong cái đoạn đường làm đường mới vào Thái An. Làm dính nước à? Vâng, dính nước còn để sau này nước to, cho mưa to các thứ, nước không trông vào đường thì đường nó không... Mặt với chân tay đen hết rồi, không mặc áo dài à? Ôi, anh ạ, đi làm bên kia em toàn cần bay xoa thôi. Mặc cái áo dài em cảm giác như... Cầm bay xoa, làm phụ hay làm thợ rồi? Làm thợ. Biết làm xe rồi à? Xe em biết rồi. Thế bây giờ là về để công việc gì hay là về để... À, hay là thấy anh gọi bàn giao nhà cửa hay là bây giờ nghỉ về luôn? Em con hơi uống cho nên em về là chỗ có cần đồ. Sau là em thấy ngày mưa nữa, em mua phân về em là bổ ngô. Ngày trước kia em vừa bổ ngô xong, hôm nay em đã vun ngô à? Vâng, bổ ngô xong là em đã bảo, nghĩ em đã bảo chuyển nốt cái cát kia vào bên này, sợ sau này mưa nếu cái đất cái lở thì nó sẽ chôn hết xuống. Chẳng là vừa mới chuyển cái chỗ sân trước này thì hôm nào chở thêm mấy bao xi măng về láng cho nó sạch đi. Bây giờ là đất cái đốt chỗ đốt mượn kia đang lún, thì vừa rồi anh cũng định bảo em làm rồi, cái bột còn thừa, nhưng mà đợi nó lún xuống rồi thì em tranh thủ đất nén hết rồi thì láng qua nhé. Vâng. Bột còn thì láng qua cho sạch. Vâng. Cái sân của mình thôi, chứ nhà em thì tất cả mọi thứ là xong xuôi hết rồi. Vâng. Đấy, hôm nay quay trở lại nhà thì thấy nhiều quà không?
bàn ghế, tủ lạnh, bếp ga, giường ngủ. Có một cái cô bác anh chị cũng góp ý cho cháu Khâm rằng là cái tủ thuốc này này thì bảo Khâm là chuyển sang bên chỗ bảng điện kia, thì mọi góp ý của cô bác cũng rất là hợp lý thôi. Thì tới nay chắc có lẽ là độ khoảng 2 hôm nữa khi mà anh em mình vào bàn giao nhà cửa và làm một bữa cơm và nhà mới cho em, thì nhờ anh Công là sẽ di chuyển cái này sang bắn vào cái khu vực góc bên kia cho xong để tiện hơn. Như các bác nói đúng thôi, đang khách khứa vào nhà thì tự nhiên muốn lấy thuốc uống mà mọi người đây thì cũng bất cập. Thực ra thì cũng không có cái nhiều cái trùng hợp vậy đâu. Thực ra là mọi người góp ý thì đúng hết, và là để ở đây Khâm nghĩ là nó cũng hợp lý thôi, nhưng mọi góp ý của các bác thì Khâm thấy là cái nào tiếp thu, cái nào Khâm cần phải sửa đổi thì chắc chắn là Khâm sẽ về sửa. Thì hôm bữa cơm đấy thì sẽ cho anh Công là tiện nhờ cầm cái máy lên bắn cái này qua góc bên bảng điện bên kia cho nó tiện. Đấy, món quà, những cái món quà này biết ai mua cho không? Hôm nọ anh gọi cho có nhớ không? Cô Thanh. Đúng là cô Thanh rồi. Cái nhà này của em thì tất cả mọi cái chi phí, mọi cái số tiền từ mua những cái nhỏ nhất lên đây là sự tài trợ của cô Thanh. Và Khâm xin cảm ơn là cô Trinh là ủng hộ cho nhà Phứ với số tiền 2 triệu đó, thì trước đây anh em mình cũng đã thông tin và sử dụng vào mục đích mua nhu yếu phẩm. Cô Kim Cúc ở Bình Dương là cũng ủng hộ 1 triệu thì anh em mình cũng sử dụng vào, kết hợp vào cái tiền mua nhu yếu phẩm trong thời gian làm nhà. Và số tiền của cô Thanh một lần nữa tại nhà Phứ hôm nay anh em mình đính chính lại, thì giữa kênh và nhà hảo tâm cũng đã thống nhất rằng trao đổi cái thu chi còn dư với trực tiếp với cô, còn đâu thì là anh em cũng không có trách nhiệm phải công khai nữa, bởi vì cô hỗ trợ Phứ. Thực tế là cô cũng, bản thân Khâm cũng biết là cô còn cho đi bằng tất cả, cứ không, cô không muốn người khác biết đâu, kể cả em Phứ chẳng hạn. Thời gian sau này khi mà ngồi lại em muốn biết thì anh có thể cho cả Phứ xem những cái số tiền đã sử dụng làm ngôi nhà này nó lớn như thế nào. Và em là người đồng hành từ lúc đào đất thì biết rồi đấy, đúng không? Mọi thứ đều khó khăn vất vả, kinh phí tốn rất là nhiều, thì em là người trực tiếp làm việc với anh về cái tiền nong. Tuy nhiên thì để chi ly lại thì em sẽ không nhớ hết được, nhưng mà trong đầu em cũng ước lượng được một con số nào đó anh biết rồi. Thì thông tin với quý vị khán giả và các bác các cô được biết như thế. Nếu mà không có cô Thanh thì anh nghĩ rằng là Phứ cũng rất là lâu nữa thì mới tự làm được cái ngôi nhà. Mà ngôi nhà sẽ, anh nghĩ là cũng không được như này đâu. Không được. Rất là khó khăn. Thế vừa rồi đi làm về được tiền không? Đi làm được về chưa làm được đủ tháng, công ty nó chưa trả tiền. Công ty à? Đi làm là làm cho công ty cả? Vâng, công ty, làm cho công ty, sau đó ông chủ hỏi. Thế bây giờ mình xin nghỉ về này người ta cũng cho về à? Xin nghỉ về là người ta cho mà. Tại vì quân vẫn còn ở đấy làm, mình chỉ về để cho anh em nào biết hơn thì vào đây hộ quản lý 1-2 ngày. Hôm nọ thấy kể với anh là cũng quản lý một đội quân đúng không? Vâng. Mình biết tiếng, mình nhanh nhẹn thì người ta giao việc đấy cho. Thế vừa rồi đi làm là ngày 250 à? Vâng. Thế về sau có được tăng thêm không? Sau nếu biết dẫn dỗ anh em làm tay chân nhanh nhẹn này, anh em biết hào hứng, biết nhìn cách, khoảng kiểu như nhìn cách xâm lý và thích vàng lít và mét thì sau này sẽ quân mình sẽ dần dần tăng. Thế có dự định là lúc nào lại quay trở lại đi làm hay là lại cứ làm công việc nào khác? Chắc là em đó, nghĩa là nếu tối nay em dọn hết chỗ cát này em, ông chủ kia vẫn gọi là bảo đi dặn quân không nghe lời, em cũng ở là không quân nghe, không nghe lời đấy. Thế em ở đấy là họ nghe lời à? Em ở đấy thì kiểu như không làm thì không em quản lý đấy, em bảo là nếu không làm thì sau này cũng được có, mà ai làm cũng khó như nhau thôi, tại vì vẫn mình chịu khổ làm thì tiền vẫn nó mới ra được. Còn cướp một ngày làm khoảng 10 mét này
Thế là anh em ở đây thì em dẫn đi hay như nào? Em đi hỏi em đi thử vào làm một hai ngày sau là em bàn giao với ông chủ sau là em tìm người gian làm lại. Tức có nghĩa là cái đội quân kia là em tìm đi đúng không? Vâng. Em tìm đi thì nói chung là làm việc một cái nhóm nào đó, em là người dẫn đoàn đi thì người ta sẽ thường thường là người ta sẽ nghe người đầu tàu. Bây giờ em về thì người ta chả ấy lên là cái gì. Bây giờ ông Phứ, ông dẫn bọn tôi đi, ông còn bỏ tôi về thì biết đâu là tôi làm đây không có lương, họ nghĩ như thế, hiểu không? Vâng. Ông Phứ là ông còn chạy trước rồi thì người ta không nghe lời ông chủ là ông đúng. Vâng. Tóm lại là có cái kỹ năng, có cái giao tiếp tốt thì em cứ cố gắng phát huy. Vâng. Đấy, còn công việc của em thì làm gì cũng được, anh luôn ủng hộ, trừ khi là đừng có vi phạm pháp luật là được. Vâng. Đừng có vi phạm đạo đức thế là được. Vâng. Vào để quay cập nhật cái tình hình của em Phứ. Thế nãy vào xem lại hai vợ chồng lại có cái gì to tiếng với nhau à? Không, em bảo là con gần con mấy ngày hôm nay có mấy sốt và thế thì bảo cũng đi cũng để dọn nhầm cửa cho con cứ khóc ngoài em nói vậy cãi hay câu cho em vui cái bảo đi làm thì cũng không làm được. Nấu ngày nấu hai canh nó hai bữa cơm thôi mà em cũng làm không làm được, ông chủ bây giờ cũng cần em làm nữa thì anh đi em còn không chịu nữa thì em chịu ở nhà thì chỉ có mà ăn cướp thôi chửi hết đừng okay. Chửi vợ thế nhưng mà mình đi rồi thì nó cứ bảo mình đi tắm ngay các kiểu ấy sao là mình tức lên đấy đi làm cái nói đấy. Chung là nãy anh vào đây thưa lúc kia chưa ghi hình thì thưa bác là cũng thấy to tiếng với nhau tiếng Mông, anh thì không biết nghe tiếng Mông, anh phải hỏi lại. Về một phần lý do cũng là vợ bị ông chủ cho nghỉ đúng không? Vâng. Đi nấu cơm kiểu gì mà nấu cho bao nhiêu người? Nấu cho đấy khoảng 10 người. 10 người? Vâng. Nấu thì nấu những cái gì, nấu đơn giản thôi gì? Vâng, chỉ nấu mỗi lần cứ chỉ nấu 6 bát gạo này và làm một ít thịt với cho với lại cà chua, mình chỉ canh các thứ vào làm một ít canh thôi nhưng mà em dạy bao nhiêu lần rồi nhưng mà vậy em kiểu như em đã đi làm vất vả em về em còn đói rồi em xác ăn cơm rồi nhưng mà bảo là chưa em chưa nấu chưa cơm nấu đâu em bực mấy lần em chửi mấy lần to tiếng với vợ nghĩa là ông chủ không thể làm được cũng cho về đúng không? Vâng, tại vì anh em mình nếu đi làm về vất vả chỉ cần tắm luôn là ăn cơm thôi nhưng mà kiểu như thế để ông chủ cảm giác thấy không phù hợp ông chủ ông chủ cho nghỉ. Vâng. Thì một trong lý do là đưa vợ về nhà. Vâng. Bây giờ anh dặn thế này này, em vợ chồng em thì còn trẻ. Bây giờ anh biết em thì em đi làm vất vả thật. Em cũng muốn là vợ nghĩa là ở nhà, vợ ở nhà thì vợ lại trách mình là đi thì tán gái này nọ đúng không? Vâng. Chứ thực tế có tán không? Không. Không thể không. Có lúc ông chủ lại thương làm hôm nay nếu hôm nay làm khoảng 10 mét dày thì ông chủ thương thì ông chủ mua. Mà như em quân mình mỗi người một chai bia thì cứ nói làm lòng thì ông vợ gọi điện đêm thì vợ cứ bảo anh đi làm cần tắm cái thì lúc đấy bực cái rồi cái đấy là một phần tâm lý của người phụ nữ ở nhà cũng thế mà bây giờ thì chăm con xong là lại có chửa nữa cái đấy thì tâm lý ai thế không chỉ riêng vợ em chồng đi làm sáng đi tối về nhiều người là còn nghi ngờ chứ không phải là em đi làm em đi cả vài tuần thậm chí là cả tháng em chưa về thì không trách được cái người phụ nữ ở nhà mà vợ em nó đang mang thai nó cũng có những cái suy nghĩ nhiều khi là nó vu vơ như thế. Vâng. Rồi bây giờ là vợ sinh nghi như thế thì lại cho đón cả vợ đi làm thì không thấy là hai vợ chồng cũng đi cõng cả đứa con đi. Đầu tiên thì anh thấy vất quá, em đi thì trời nắng trời mưa đứa con thì em cõng trên lưng, anh thấy đứa bé là rất là khổ. Được. Mà vợ em thì mang đi nguyên nấu cơm không thì anh nghĩ là vợ em cũng sẽ làm được thôi. Nhưng mà mang đứa con đi lại còn phải trông con. Rồi là vợ bầu được mấy tháng rồi? 3 tháng này nó gần 4 tháng. Đấy, 3 đến 4 tháng. Người ta chỉ ở nhà chăm con và dưỡng thai. Đối với những trường hợp là con nhỏ. Thực tế thì nhiều người có bầu nhưng người ta vẫn đi làm, không chỉ riêng là nông dân hay là cán bộ người ta vẫn đi làm. Nhưng phải xem cái công việc như thế nào nó phù hợp hay không, sức khỏe bảo đảm hay không. Đấy là một cái chuyện. Chứ còn bây giờ đi làm không được rồi lại mắng vợ rồi thế này thế nọ thì anh cũng không đồng tình. Được chưa? Về thì hai vợ chồng về nhà phải ngồi lại nói chuyện. Đấy bây giờ là em
em đi làm với anh thì em không làm được. Thì em về nhà, em chăm con, dọn dẹp nhà cửa. Thì thoảng mà ông hộ chăm con thì có đi xem được nương ngô hay là lấy được bó củi nhẹ thì làm. Còn đâu thì thi thoảng vợ chồng em cũng có phải có trách nhiệm gọi điện về cho vợ, báo cáo tình hình thế này nghe. Và đặc biệt quan trọng thì mình thì phải là thẳng thắn đó. Mình ra ngoài mình đừng có gọi là rượu chè hay là gái gú này nọ. Cái đấy thì mình phải cương quyết là mình nói không đó. Thì lúc đấy thì vợ em mới có niềm tin dành cho em, hiểu chưa? Đấy. Chứ không thể nào mà cáu vợ lên. Bây giờ em đi làm, em kiếm tiền về thì cũng vì vợ con thôi. Vâng. Vì bây giờ vợ con chẳng may bị ốm, bị đau thì lúc đấy mới ồ ra thế này thế nọ. Thì mình mới biết là đi kiếm tiền cũng chỉ vì vợ con thôi. Vâng. Chứ đừng mắng vợ mắng con, hiểu không? Vợ không biết thì dạy. Vì vợ em rất là trẻ, 2007 thôi. Vâng. Cách anh cả một giáp, 2007. Thế là nó còn rất trẻ nhưng bây giờ nó sắp đẻ hai con cho em rồi. Vợ thì cũng bảo ban nhẹ nhàng, không biết thì tác động chỗ bố chỗ mẹ vợ nữa cho nói chuyện. Nhưng bây giờ ở nhà thì cùng nhau đói, hiểu không? Vâng. Tới này sắp đẻ nữa, lúc đấy thì mà không có nghìn tiền nào thì cũng chết dở, con sinh ra không có gì ăn, hỗ trợ đến thời điểm này thôi. Vâng. Và sau khi là anh bàn giao nhà cửa cho các anh đi thì không lý do gì là lúc đấy gọi đến cho anh giúp cái này giúp kia, rất khó. Vâng. Trừ phi ở những trường hợp rất là cấp bách liên quan đến tính mạng con người, anh giúp gì được thì anh quay lại, thế thôi. Vâng. Vâng. Còn như là được thiếu cơm cho con ăn hay là thiếu sữa cho con ăn, đấy là việc của em. Vâng. Hiểu chưa? Vâng, em hiểu. Nên là đừng có to tiếng gì với vợ con, hiểu chưa? Vợ cũng thế. Vợ tên là gì nhỉ? Xía nhỉ? Xía, Xía Loni. Loni yêu hai. Em ngồi đây nào. Đấy, con em thì anh thấy là hình như là không đủ cân mấy đâu đấy. Đi giỏi chưa? Đi giỏi, gần biết. Trộm vía không ốm đau bệnh tật là được rồi. Chị tao chỉ tôi phước nữa. Chị chị ạ. À. Hai vợ chồng thế nào? Ngồi gần lại nhau một tí em nào. Sắp tới nữa là bốn bố mẹ con rồi đấy. Bố mẹ nhỏ thì con cũng nhỏ, cũng may trộm vía nó không ốm đau bệnh tật là được. Vâng. Bây giờ thì cố gắng thôi. Vâng. Gia đình có cái nhà như thế rồi. Anh hôm nay anh vào là một là những thăm gia đình em, tâm sự những cái này. Hôm nay là không mang quà gì, cũng không có cái mục đích gì cả vào đây thăm, và sẽ dặn em mình sớm nhất đi, thì độ khoảng 1 hoặc 2 ngày nữa đi. Vâng. Mai thì anh lại có công việc, anh phải bố trí ngày kia đi, sáng ngày kia đi. Vâng, sáng cả anh công nữa thì là sẽ lên là ở dưới kia các anh sẽ mua đồ ăn. Đấy, gia đình chuẩn bị được cái gì thì thêm thì cái đấy là do gia đình, còn không thì thôi. Vâng. Bọn anh vào thì làm một bữa cơm với cái khoản quỹ của cô Thanh, không về không như tổng hợp lại tiền và anh em mình bố trí làm độ khoảng 2 mâm cơm thôi. Dặn rồi không mở rộng nhé. Không làm gọi là linh đình lên rồi đi vay đi mượn lợn ở đâu đâu về rồi gọi bao nhiêu người về, nó không hay đâu nhé. Mình bây giờ mình tiến bộ đi. Anh cũng muốn là trước khi rời đi thì làm mâm cơm anh em ngồi lại, nó là một cái kỷ niệm, nó là một cái thước phim, sau này con của các em lớn hoặc là sau này các em đến một độ tuổi nào đó các em có thể vào kênh anh để xem cái hành trình làm nhà làm cửa của mình. Đó là một trong những cái kỷ niệm đẹp nhất. Thì hai vợ chồng cố gắng. Và sau này thì anh sẽ theo dõi quá trình hai vợ chồng cố gắng phấn đấu như thế nào. Chắc chắn là phải tốt lên mới được. Quay trở lại ấy, thì lúc đấy thăm gia đình em thì ví dụ như là chăn nuôi cái gì cũng được này, hoặc là em đi làm em kiếm được tiền, em về em mua được cái này mua được cái kia. Bây giờ mọi thứ cơ bản này đầy đủ hết rồi, em chỉ việc đi kiếm tiền và nuôi vợ nuôi con. Thì các anh thăm lại là cũng mát mày mát mặt khi thấy là cuộc sống hai vợ chồng tiến bộ, phát triển, khôn hơn, thông minh hơn, các con thì mạnh khỏe và được đi học. Vâng. Chắc chắn là các con phải được đi học rồi, phải hơn bố mẹ rồi, được chưa? Vâng. Vâng. Anh cố gắng là làm cái nhà đúng vị trí này cho em. Tại vì sao? Ở đây thì em còn có những cái khu vực đất nương của em để em làm. Vâng. Rồi là bố em cho đất để em làm chuồng, làm trại. Tất nhiên là sau này em cũng không đi làm thuê mãi được.
Em đi làm thuê thì em học hỏi, em cố gắng lên được làm thợ. Đấy, làm thợ như nãy em đi cai quản quân, nó việc nó nhẹ hơn người ta. Đấy. Rồi là ở đây gần bố mẹ em, dù thế nào nữa thì bố mẹ, anh em nó cũng là một cái động lực. Ở làng, ở xóm, nơi mình sinh ra nữa, thì em sẽ quen thuộc và em sẽ muốn sống hơn. Chứ anh cho em ra ngoài kia cũng được, nhưng mà lạ nước lạ cái, rồi là đất nương không có. Đấy là những cái tính toán ban đầu với góc độ là kênh với cô Thanh là cũng đã trao đổi. Sau khi suy đi tính lại thì hai cô trò là cố gắng kết hợp để mà làm cho em tại ngôi nhà ở đây. Ngày trước bố em cho cái mảnh đồ ấy là anh với cô là còn tính toán lên tính toán xuống mới dám đặt cái nhát cuốc xuống để mà tiến hành. Lúc đó quả thật là mơ hồ. Lúc đó thật sự là mơ hồ đấy. Ngày này tháng nọ qua vào, ra đi ra vào, vẫn đảo chưa xong. Nhưng mà sau cái quá trình cố gắng từng ngày, không quản ngại mưa nắng, từ anh em thợ đến bản thân kênh, rồi là hai vợ chồng ấy, thì đến nay nhà cũng đã hoàn thiện mọi thứ. Trước em muốn vào để làm với anh Thao, nhưng mà anh Thao lại không ở. Cho nên em mới đi là ông chủ kia gọi em mới đi bên kia. Không thì đi theo đội thợ kia làm cũng được. Em vẫn còn thiếu một thứ là thợ xây đèn này, thợ lắc đĩa các thứ, em vẫn còn thiếu thứ đấy, em vẫn còn đang muốn học cái đấy. Muốn học à? Vâng, nhưng mà em lại như con em chưa đến, là như anh Thao nói, em chưa đến cái khoảng cách mà phải học cái này. Tại vì vẫn nhỏ, chưa đủ tuổi đi làm cái đấy. Được rồi, cố gắng thôi. Đấy. Thế bây giờ thì ngày kia nhá, sáng nhá. Sáng thì bây giờ nhà cửa thì có vài chỗ lem nhem màu sơn. Đúng là khi mà sơn vào thì em có giữ bao nhiêu thì cũng không giữ được đâu. Con em bé này đi chơi rồi là nó vào nó làm bẩn thì cũng đúng thôi. Em cố gắng em lấy khăn em lau đi nhá. Đấy, tóm lại thì là nhà cửa của em thôi. Đẹp hay xấu thì do vợ chồng giữ gìn bảo vệ thế thôi. Còn những cái việc thì cũng không còn dư cái gì nữa, có mỗi cái chỗ bột còn thừa thì em làm nốt cái chỗ sân đất ngoài kia cho nó sạch. Đấy. Và nước nuôi thì nước lên tét được chưa? Nước chưa. Bố trí nước lên tét đi rồi là sử dụng cái đấy thì em tự lo được thôi. Đấy, tất cả các hoàn cảnh mà anh em đi triển khai ấy, thì những cái việc mà quan trọng thì lo từ A đến Z hết rồi. Tét nước các thứ cũng mua cho em hết rồi thì em tự đấu nối nguồn nước vào nữa để mà sử dụng thôi, không thể đợi các anh được. Nhà em thì là cái nhà mà không triển khai khó nhất. Đến thời điểm hiện tại là cũng đã triển khai 5-6 ngôi nhà, nhưng phải thừa nhận thì nhà Phứ là cái nhà triển khai khó nhất. Và có lẽ thì là 5 năm, 10 năm nữa thì anh cũng không biết là quanh cái xóm này có cái nhà nào mọc lên được hơn em đâu, hoặc là như em không. Chắc nếu chắc không đâu, tại vì bên nhà toàn dân làm em này chỉ có làm như thế này thôi, tại vì nhà hàng xóm nhà em không có ai biết đi làm. Người Mông thì phải làm có cột rồi mọi thứ dựng lên. Thực ra là anh thấy những ngôi nhà làm rất là to, xong là con nhà thì chả có cái gì, nền thì không lát được, nhà thì không chát được, trông rất là xấu. Xong là trong nhà không có một cái gì, rồi lại làm bếp đun ở trong, đen xí hết ngôi nhà. Ở đây anh em mình vẫn làm bếp, nhưng mà làm cái bầu lò riêng ra ở đấy. Em vẫn đun nấu bình thường. Ga các thứ sử dụng được tốt chưa? Sử dụng được tốt rồi. Em vào luôn này, em để lắp luôn thử. Bếp có lau dọn sạch sẽ không nào? Này, cái này là rẻ không sạch, có lau mấy là không sạch. Em cái quan trọng cái lau cái nền nhà này phải có cái cây lau phải sạch sẽ. Đấy, bếp có thứ này, cái này phải dọn sạch sẽ đi nhá. Nấu sạch sẽ như này là mình phải giữ gìn sạch sẽ lên, không thể luộm thuộm được chưa? Tủ lạnh không cắm à? Em vừa cắm rồi, nhưng mà em lại vừa tắt thôi. Sao vừa cắm vừa tắt thế này? Không. Tủ lạnh có cái gì hay không? Có đồ gì thì phải sử dụng thì phải cắm vào. Chứ em đừng nghĩ là cắm vào thì nó ăn điện nhiều. Ăn điện nhiều hay không là do việc em mở ra nhở vào này này. Cái này thì để có thể để một chai nước đá hay cái gì vào trong để cho nó nuôi tủ.
chứ không là về thời gian sau là em đi làm em cứ bỏ cái này về là hỏng đấy. Vâng. Cắm cái này vào, nếu mà em mở nhiều thì nó mới tốn điện thôi, một khi nó đã tích điện đủ thì nó không ăn điện đâu, hiểu không? Vâng. Nên đừng nghĩ là cắm thì nó ăn điện nhiều và rút ra nó không ăn điện, em mà không sử dụng là hỏng ngay. Vâng, em chưa? Em vẫn đang luôn mở chứ, tại vì là cái dây kéo từ nhà bố em là dây bé, em là em sợ có cảm giác em cắm nhiều dây nóng rồi. Thế là em cảm giác em sợ em cắm được cùng ngày thì em có cắm cả buổi trưa như thế trong ngày. Tách đi. Điện sau này thì em cũng phải làm tách ra thôi, công tơ riêng thôi. Vâng. Cái điện này là kéo nhờ mượn điện nhà bố thôi. Vâng. Sau này em phải làm công tơ riêng ra. Vâng. Để tiền điện các thứ là phải tách biệt với gia đình bố. Vâng. Rồi là cái ngôi nhà này thì anh cũng dặn rồi, em cho thêm ông lên ở cùng vì có hai phòng mà. Vâng. Rồi là lúc mưa, lúc gió, lúc bão mà nhà dưới kia nó dột hoặc là sợ nó đổ nát ấy. Vâng. Thì bảo các em lên giải chăn, giải chiếu ở cái nền này ngủ. Vâng. Chứ còn như bình thường này không có việc gì ấy thì ra nào, gia đình nào, sinh hoạt gia đình đấy thôi. Vâng. Các em có thể lên chơi nhưng mà bây giờ cả nhà em mà chuyển lên đây ở nó không được. Cái nhà ấy ở được một thời gian thì nó sẽ trông nó sẽ như nào ấy. Đông người ở thì chắc chắn là tường cái thứ là sơn riết, nó không được vệ sinh nữa. Vâng. Rồi cái nền cái thứ nếu mà không giữ gìn vệ sinh thì đen hết. Vâng. Và cái ngôi nhà này thì điểm tên anh sẽ đề thì là vợ chồng em Phứ. Vâng. Anh không phải là anh cấm các em lên đây này nọ, không phải là cấm đoán đâu, nhưng mà vâng, trường hợp thì là tặng ngôi nhà để cho hai vợ chồng cố gắng. Vâng. Còn sau này có vấn đề gì thì cứ gọi điện báo cho anh thế thôi. Vâng. Và đặc biệt thì là ngôi nhà nó là một cái gì đó tài sản của em. Vâng. Cũng không thể đập phá hoặc là bán nhà đâu nhá. Vâng. Thế là hôm nay vào dặn trước là như thế. Vâng. Thì quyết định vậy đi, cứ đến ngày kia. Vâng. Ra cái biển tên nhà em thì anh đã làm xong rồi, cái ngày bàn giao thì anh em còn ghi ngày 20 tháng 6 cơ. Đến thời điểm hiện tại có lẽ cô ba anh chị xem là cái video đã phát vào tầm khoảng 23 rồi, là muộn mất đi được 3 ngày mất rồi. Bởi vì là em đi làm em cũng chưa kịp về. Mà biển tên thì là Khâm đã làm từ trước đó và anh em mình dự định là đến độ ngày đấy sẽ bàn giao. Tuy nhiên là Phứ chưa về thì thành ra là bị chậm mất. Thôi thì vẫn cứ để ngày như thế thôi, mọi người là làm biển rồi. Vâng. Thì hôm đấy anh Công anh Đức lên thì gắn vào nữa thì là xong. Hôm đấy thì chuẩn bị ban đũa thì có rồi đúng không? Có rồi. À, Khâm cũng rất là cảm ơn chỗ anh Công anh Đức là có quà của hình như là cụ Ngọc Đồng Tháp là cũng có những cái bát đũa để cho gia đình em Phứ thì hôm đó có thể là mang vào sớm luôn để gia đình là rửa và sử dụng vào cái bữa cơm vào nhà mới. Vâng, cô Ngọc ở Đồng Tháp à? Ừ. Cô Ngọc ở Đồng Tháp. Cô Ngọc ở Đồng Tháp. Vâng. Em được thấy cô Ngọc và được nói chuyện. Được thấy rồi à? Vâng. Cô gọi điện cho à? Vâng, cô lúc em đang làm kia cô gọi điện cho. À. Vâng, cô gọi điện cho và cô em bảo cô thế nếu thế thì các bạn Zalo của anh xía để em nhìn thấy mặt cô, để cô nhìn thấy mặt cháu cô các bạn người nhìn thấy đấy. Cô cũng rất là quý Phứ. Sao cô biết được Phứ nhỉ? Là anh Đức cho số. Vâng. Cũng tốt thôi để vâng, cho Phứ cũng biết được các nhà hảo tâm. Rồi có lẽ thì là ngày hôm nay vào thăm gia đình em để thông tin lại những cái việc này thôi. Vợ chồng thì sống hòa thuận với nhau. Vâng. Chung quy lại thì cũng không có cái việc gì cả. Bây giờ thì nhà em thì là hết cái công việc rồi. Còn là vợ chồng đi làm, nếu mà ông hoặc là chị em chăm cháu không được ấy thì lắp cái chắn cửa này vào. Vâng. Xong là cho con chơi ở trong nhà nhé. Vâng. Hôm nọ các anh vào lắp cái này thì em không ở nhà. Vâng. Thì chắc là em có thể là em sẽ không biết cái chức năng của cái chắn cửa này. Thực ra là để chắn cái hai cái lối này lại nhé. Vâng. Hôm nọ anh vào là cũng thấy chắn sẵn rồi. Nhưng mà hôm nay về em gia đình em về thì em lại tháo ra thì có lẽ là sợ vướng đúng không? Lấy chức năng của nó là chắn cửa cho bé chơi trong nhà nhé. Vâng. Phích nước các thứ có thì cất gọn đi rồi là cho các con chơi nền nhà sạch cái này. Vâng. Đấy, nó chơi thoải mái, có một vài cái đồ chơi nữa cho nó chơi. Vâng. Tới nay vợ đẻ đứa thứ hai nữa thì cái này còn có chức năng lâu dài.
cho các bé chơi ở trong nhà như kiểu nhà trẻ ấy, để vợ chồng em có thể làm việc quanh đây mà không phải trông con quá nhiều. Nó chỉ cần nó khóc thì về cho nó ăn, rồi cho nó đồ chơi, cho nó lại chơi tiếp. Vâng. Có lẽ cũng không còn gì căn dặn em nữa đâu. Thì hôm đấy là anh em mình sẽ bố trí nốt một cái video nữa vào để trực tiếp là bàn giao. Rất là cảm ơn cô Thanh cũng như là các nhà hảo tâm, cô Trinh, cô Kim Cúc rồi cô Ngọc, mọi người đã luôn luôn quan tâm và hỗ trợ cho gia đình em Phứ. Có lẽ là thời lượng video thì có hạn, cháu Khâm cũng xin phép là tạm dừng cái video này tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô các bác. Xin chào.